Mộc truyền thống đã từng phát triển mạnh mẽ ở các làng nghề, là miếng cơm manh áo nuôi sống những người dân. Tuy nhiên có những giai đoạn khó khăn, giá nan ập đến người dân trở nên khốn khổ, lo lắng khi sự chênh lệch cung cầu ngày càng lớn. Số lượng đồ gỗ mỹ nghệ được sản xuất quá nhiều mà lại ít người mua, không khí các phiên chợ, sạp bán hàng trong các làng nghề dần thưa thớt. Và đây cũng chính là một trong số những nguyên nhân gây ra sự trì trệ của nghề mộc mỹ nghệ. Ngay cả những làng nghề nổi tiếng bậc nhất về mộc mỹ nghệ, giai đoạn suy thoái đó cũng không thể phát triển được như là Đồng Kỵ, Tràng Sơn, Canh Nậu, Thiết Úng, Sơn Đồng. Trải qua những thăng trầm, nghề mộc mỹ nghệ trong nhiều năm gần đây lại có sự khởi sắc và phát triển khá mạnh tại các làng nghề, nổi trội nhất là làng nghề Sơn Đồng. Với quyết tâm giữ lấy nghề truyền thống của làng cũng như của dân tộc, nhiều nghệ nhân, chủ xưởng sản xuất tại làng nghề Sơn Đồng đã không ngại khó khăn dày công tìm hiểu, nghiên cứu về thị trường, cập nhật xu hướng và áp dụng công nghệ vào sản xuất cho ra những sản phẩm mang tính nghệ thuật văn hóa cao. Những sản phẩm được tạo ra vô cùng sắc sảo và sinh động, có thể nói gần như trong các chùa chiền, đình đền, miếu, nhà thờ họ, lớn nhỏ đều có những pho tượng hay đồ thờ cúng, chạm trổ, sơn son thiếp bạc phủ hoàng kim do nghệ nhân làng nghề Sơn Đồng tạo ra. Kế thừa những truyền thống cha ông để lại, song các lớp thợ trẻ cũng không ngừng mày mò, sáng tạo, đổi mới sao cho phù hợp với nhu cầu của khách hàng. Những lớp thợ trẻ ngày nay không những kế thừa những nét tài hoa về tay nghề, mà còn rất năng động trong sự biến đổi của thị trường, giúp cho thương hiệu làng nghề mỹ nghệ Sơn Đồng ngày càng phát triển mạnh mẽ và rộng lớn. Tự hào là một trong những đơn vị đi đầu trong việc gìn giữ nét văn hóa và làng nghề truyền thống Sơn Đồng trong nhiều năm qua. Đồ thờ Đức Hiệp luôn cung cấp những sản phẩm có chất lượng tốt, độ bền cao đảm bảo tính thẩm mỹ, nét đẹp truyền thống, cổ kính cho mỗi mẫu đồ thờ cúng được làm ra. Mặt khác, nghệ nhân của chúng tôi sẵn sàng thiết kế, gia công đóng các loại bàn thờ, bàn án gian thờ hay đồ thờ cùng mẫu mới, hiện đại theo yêu cầu của khách hàng đặt riêng. Bạn muốn có một không gian thờ đẹp theo kiểu truyền thống hay theo hướng hiện đại? Bạn cần tạo tác tượng theo yêu cầu. Bạn muốn xây mới hoặc tu sửa nhà thờ họ, gian thờ tư gia? Hãy liên hệ với đồ thờ Đức Hiệp. Với đội ngũ kỹ sư am hiểu về văn hóa tâm linh cùng đội ngũ nghệ nhân lâu năm nhiều kinh nghiệm trong nghề tạc tượng, sơn son thép vàng, chúng tôi khẳng định có đủ năng lực để làm hài lòng tất cả khách hàng. Địa chỉ liên hệ: Văn phòng đồ thờ Đức Hiệp, ô 16 liền kề 7, khu đô thị Tân Tây Đô, Tân Lập, Đan Phượng, Hà Nội. Xưởng đồ thờ Đức Hiệp, số 10 đường Đình Hát, thôn Hàn, làng nghề Sơn Đồng, Hoài Đức, Hà Nội. Website: dothoduchiep.com. Fanpage: Đồ thờ Đức Hiệp Sơn Đồng. YouTube: Đồ thờ Đức Hiệp Sơn Đồng. Số điện thoại liên hệ: 0879 555 111 0983 400 046. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã xem hết video.